Đời sống dân dã, xin chào các bạn. Hôm nay anh em mình đi giăng lưới cá tra các bạn ơi. Mình thấy cá tra ụp ở dưới nhiều nhiều á, mờ lục bình nhiều quá không biết giăng được hay không. Thì thôi mình giăng, các bạn trải nghiệm cùng mình nhé các bạn. Giăng thử hên xui đi. Cũng ngược rồi bò. Hả? Không xui được, bò không xui được. Không sao. Mấy anh em thấy cá ụt quá trời các bạn ơi. Chưa giờ nắng quá trời, mấy anh em cũng gán thả. Có cá mình đăng lên cho các bạn xem. Còn có cá thì mình còn cá hiểu. Mình không đăng rồi các bạn nha. Hên xui rồi chứ không phải cái nào các bạn ơi. Mấy cái các bạn xem á, là mấy cái đó là mấy cái có mình mới đưa á. Chứ nhiều lúc mình cũng giăng 3-4 tay mới có chứ không phải giăng cái có đâu các bạn. Trong làm này cũng hên xui. Bữa cá vô, bữa không vô. Thôi cá lên thấy không? Ừ, thấy rồi. Các bạn chờ theo dõi nha. Thả xong rồi là dính rồi các bạn ơi. Cá nó dính nhanh lắm, còn không dính cũng khó là mình chờ lâu cái nào nó không dính. Nè, ông coi đi, bữa nay tôi giăng ra vừa chiều khoảng gần hết tôi lưới là dính cá rồi nha. Chắc chứ mấy anh em thả ra nửa tay dính 3-4 con luôn, chưa hết ta lưới. Mà nhà bữa thả nguyên ta lưới để nửa tiếng đồng hồ với con. Con. Đi, ngược lưới không bộ? Không sao đó. Hả? Hay quay qua đây đi. Tôi bơi ngược lên đây cho dễ dễ thả. Được không? Sao? Thả được hết rồi. Hả? Thả được hết rồi, không sao. Giờ nước đang ròng các bạn ơi. Chuẩn bị lớn rồi đó. Bạn coi nè. Cái bình nó chảy quá trời. Bạn thấy không? Các bạn có lưới mình thả nè. Khi mà dính là mấy cái phao nó sẽ nhịp nha các bạn. Nhìn dễ biết lắm. Còn cái phao em ghe là rồi đó, biết rồi đó. Hy vọng là lưới này dính tầm 7 kg, 10 kg. Phải thì dính con, hai con có. Cá trên sông này còn lớn các bạn ơi, có thể lên từ 10 mấy ký luôn á. Còn 3-4 ký là bình thường. Qua bay đây được không bồ? Quay như vậy dễ thả. Đừng bơi để nó tôi. Hả? Không được có bơi để nó tôi cao. Gió nó tắt. À, ông bơi cũng vậy. Bơi sao lại gió? Mình thả vậy. Giăng lưới là bị ghiền các bạn ơi. Mỗi lần dính nhìn nhịp phao đã. Không đi là nó nhớ nó ghiền ghiền sao. Không quan trọng là kiếm thêm thu nhập chứ cái gì chứ. Có cũng đỡ kinh tế nhiều lắm. Như ít thì mấy anh em đi ăn gần nhiều nhiều, mấy anh em chia lại bán lợi ít nha các bạn, kiếm kinh tế gia đình. Tại vì cái cha này nó bự, nó mau có tiền. Còn 3-4 ký mau cho tiền hơn 3 loại cá nhỏ. Cái cha này thường thường mà bỏ sỉ lại nhiêu bột? 50.000 ký. Ở ngoài nó bán nhiêu? Ngoài bán 60. À. Tùy theo lớn nhỏ, nó có khi nhỏ thì 40. Ở đây mình cá tra xong á các bạn.
bán ra ngoài tầm khoảng 60 ngàn một ký. Còn mấy chỗ khác là sao mình không biết. Còn thường cân lại cho mấy anh em để bán lại thì tầm khoảng 50 ngàn. 40, 50, tùy theo lớn nhỏ. Đôi khi cũng có 40 luôn. Tụi mình nhiều quá. Bồ qua đây được không? Thả xuống xuống nhìn nó hay hơn. Được rồi. Chỉ cần quay tới nước qua đây thôi, được rồi. Được không? Ừ. Nhìn nó hay hơn. Coi điện độ được coi. Để tôi đưa cái lái lên. Không có được. Hả? Không có giữ nó. Bây giờ quay qua đây các bạn ơi, thả xuôi chiều thì dễ. Nãy giờ mình thả dướng cái chiếc vỏ lãi á, gió nó đạp lưới nó không có được thẳng cho mấy, với hai nhìn nó không có được hay. Nè, quay qua ngồi cái gió đạp lên đây nè, dễ thả xuôi các bạn. Mình đang chờ nó nhịp chai, mình sẽ quay cho các bạn xem. Xong là mình lục bình gì nữa các bạn ơi. Ngày bữa đi không được luôn đó. Xong lớn mà nó trôi bít chịch luôn. Ôi sao nó không trôi ta. Các bạn coi nè, lưới mình thả nè. Các bạn thấy không? Dài tới đằng kia luôn rồi đó. Nay kiếm chừng hai con, hai con 7 ký. Được không? Nghe thấy hè một hên xui. Hử? Hên xui. Thả nữa không hay là còn ít, thả luôn chứ nữa. Thả luôn hả? Ơ mắc cạn sao? Nó không cho nó kìa. Không cho mắc cạn. Bây giờ mình bơi vòng ở ngoài được không? Bơi vòng ở ngoài ốp ra đi. Chín lục bình. Hả? Bơi vòng ngoài chín lục bình. Không có gì này chắc không không dướng đâu. Dướng hả? Dướng được bình ngoài nhiều chứ giờ nó bị cạn rồi đó. Ra không nổi, giờ bơi ra ngoài nó trâu chứ. Bình này ít mà, không sao đâu. Đi xuống dưới, dính lục bình là dính ở dưới. Nãy thả hơi trong quá bởi vì.
mình thấy cái này nhịp nữa các bạn ơi, nhịp hai ba cái cho nó hết nhịp nữa. Dính rồi. Dính không? Dính. Hay là sảy rồi ta? Còn nhịp rồi, dính rồi. Dính đó. Chút xíu nữa mình sẽ thăm các bạn. Mình đợi cho dính nhiều nhiều mình sẽ thăm lần một luôn nữa các bạn. Đó, hai còn nhịp đó. Dính thêm con nữa. Còn đây nhịp con nữa các bạn ơi. Cái chai này nhịp nữa nè. Dính thêm con nữa. Dính liền luôn. Nhịp quá trời nhịp rồi các bạn, mà không biết có sảy hay không mình không biết nha. Chứ mình thấy nhịp đều chai hết trơn rồi đó. Cái chai này cũng nhịp đó nè. Bạn thấy không nè? Nhịp đều. Cái chai này nhịp luôn rồi nè. Bạn thấy không? Nhịp đều. Còn chai đằng kia thì nó cũng nhịp luôn các bạn. Đúng một ngày nhịp luôn nè. Nhịp đều. Thấy đó các bạn thấy không? Đó các bạn, chai kia thấy nhịp đó các bạn, thấy không? Ôi, chín quá trời các bạn ơi. Đó không? Bạn thấy không nhịp không? Chút xíu mình nó thăm các bạn. Đó không? Thấy không? Nhịp quá trời, nhịp chai rồi. Quên phao luôn cái chai, mình đổi thành phao rồi. Nước lớn rồi các bạn ơi, giờ mình thăm lưới nha các bạn. Trải nghiệm cùng mình, thấy có dính không biết cái gì không biết. Dịch cả giờ, nước đạp lục bình nhiều rồi. Nắng quá mấy bạn. Này nắng ghê. Nãy hai anh em thấy dịch hai ba phao rồi các bạn ơi. Không biết nó còn hay xảy mình không biết nữa. Này nè. Mong rằng nó còn các bạn ơi. Nãy giật phao này nè các bạn. Hay không? Không. Sấy nữa hả? Sấy rồi. Uống theo. Uống ghê chà. Ôi sảy con các bạn ơi. Nãy mình thấy giật con này nè. Tiêu rồi. Uống vậy chứ. Giật mạnh lắm. Ý, đừng con kìa. Đừng con các bạn ơi. Con chê. Con cá chê các bạn ơi. Ê. Con cá chê. Gỡ không đi bộ ơi. Chết ủa. Chê này bự á. Chê này giống chê trắng không? Chê trắng hay lai? Chê lai. Chê trắng đầu nó tròn hơn. Chê lai đổ dẹp dài hơn. Em để đây này nha, để cho đó. Ừ. Lưới mình bự nên mình tuốt được mấy bạn. Còn cái chê tầm ký mấy tuốt hết. Cá tầm ký rưỡi không ta? Đó, đó. Mình thấy nó giật quá trời, giờ chắc sảy con đó các bạn ơi. Ừ. Con này nó chưa sảy. Đừng con các bạn ơi, quá trời bự. Cá tốt dễ xuống. Thấy không? Mình thăm nữa các bạn ơi. Cái gì thì mạnh ghê luôn. Ý còn con đi được không? Nó giật nhiều đó. Hả? Giật nhiều mà. Nãy giật bóng sao luôn á. Kéo cái đầu qua đây rồi. Sao sao kéo được? Tôi đó đứng sửa đâu kéo. Ông có dầm ông mới giật lại á. Chặn lại á. À, kéo lại cái đuôi lại đi. Tôi mời chứ. Được rồi đó. Tôi hố đứng sửa để mà tôi kiểu. Cái thảo nó giật á. Bữa mát rồi
lùa bụi vô mát qua. Cái dở hay là để dưới. Đấy, dịch nhiều đó là sao chị ta? Dịch 2-3 phao rồi. 3 phao á. Phao là còn dịch không? Không. Gì đó? Ờ. Đấy, dịch 2-3 phao. Ủa các bạn à, mấy con cá làm ký máy nó rộng chưa? Kiếm cây vậy? Cây gốc. Ủa thiệt chứ. Đây con nữa. Ê, con nữa các bạn ơi, đừng con nó che nữa. Quá trời cá bự. Trời ơi bò. Quá trời cá bự các bạn. Con còn nào nữa. Rồi, cứ gấp lắm. Điện thoại không? Không, trời ông quẹt rớt luôn. Ừ, ướt dẹp cái thuốc à. Ông trời kìa, kêu ông tắm đi á. Hôi quá vậy hết nổi rồi. Đang nắng mà tới. Nắng quá trời các bạn ơi. Bệnh đấy chứ. Nhảy xuống đường mát á. Biết lưới hả? Tụt lưới. Kéo đàn kéo lên chớ cứng quá. Ủa chừng cá sấu rồi bá chứ. Ơi. Còn nào nữa không? Còn nào nữa không? Nặng không? Tôi thấy tôi nặng chưa lắm. Giờ nặng chưa lắm. Xẻ hết hai con. Trời. Hồi nãy nó giật 3-4 pha đó các bạn ơi. Giờ còn có 2 con à. Mà cá cũng bự lắm nha các bạn. Rớt mất cái quẹt luôn. Đó, con cá bự cho các bạn xem coi. Con cá này tầm 3 kg không? 2 kg mấy. Cá này bự các bạn ơi. Quá trời bự rồi. Các bạn thấy con cá không? Phát thần. Cái khu mình cá lai nhiều các bạn. Cá này tầm chắc 2 kg mấy, gần 3 kg các bạn ơi. Cứng nhắc không hả? Tụt cái da rồi. Tụt da không? Tụt da đầu bự quá trời bự. Hay ha, nó không có giải mà dính dữ ha. Ừ. Con cá chê thấy dính chắc hơn cá cha đó nha. Mỹ không? Ê, nhìn thấy nha. Các bạn thấy không? Thác thật các bạn. Quá trời con cá các bạn ơi. Cá bự thác thần.
Cá nào biết về làm gì các bạn ơi? Cá này nấu ăn chua. Ôi, tuyệt vời, quá là tuyệt vời rồi. Té uống hồng nước rồi nè, thanh cắt nước. Ôi, cá. Ôi. Bự lắm nha các bạn. Mình bỏ nhỏ lại các bạn coi vậy chứ ngoài nó bự lắm. Mình phóng bự các bạn coi nè. To dữ lắm. Hồi nãy mình thấy giật 3 4 phao lận. Mà không biết sao nó xảy hết còn có hai con. Chắc do mất gốc quá. Mất gốc căng lưới quá nó xảy. Mất gốc căng nó xảy. Cái nãy giật dữ lắm. Ủa ha. Thôi, về các bạn ơi, giờ nước cũng ấy rồi. Anh em nãy giờ đi nãy giờ cũng có tiếng mấy. Về cái đồ để bệnh. Thôi không có cây à. Đang nắng. Có cây nó lủi không á? Nó lủi bên này mà thôi thấu bên kia cái chết luôn. Mất cái quẹt mới chết rồi. Giờ mất cái quẹt còn cao kiếm luôn. Mồi thuốc bằng ống khói đi. Thôi chào các bạn ơi, mấy anh em mình về đây, đi trời nắng mệt quá các bạn ơi, đến là công té xong nữa. Buổi chiều nay sao đây? Chiều nay cảm ho sốt không vậy? Chiều nay thì không sao đâu. Mai hả? Khỏe mà. Đi. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Chào các bạn. Lên được. Ủa thiệt ha. Chạy về bố. Mệt quá. Cá bự lắm nha các bạn.